potinho, né? Não. Não. Ở này không ăn chút chân cái kẹo đó à? Có làm hai cái rồi. Đợt này tắt thường xuyên nhỉ? Cái này tạm bảo nó nhanh rồi. Công an nó cũng đỡ tắt, cũng có lâu lắm. Không có công an là... Cứ chen rồi. Tùy nghi di tản, chen. Mày không nào, mày không thấy gì. Sau là công an đến gỡ rối. Đắp chỗ kia rồi. Ừ. Hôm nay đá đi đứng đứng đây làm gì khổ. Ai đi trước nào, xong ai nhanh hơn ai nào. Xe kia quay đầu mà đúng không? Vâng, nó quay đầu thì hết phần chỗ này cũng được quay đầu, dễ rồi. Quay đầu nó phải lên trên cửa xoài, không hiểu quay trên. Sát một làn xe máy rồi ông cho em một chỗ này. Tại ông đường đông này chậm quá. Ông sát vào. Nhào nhào. Tiếp theo mà dồn bao nhiêu xe. Bao nhiêu xe công kia nó mới mới vướng. Chỗ này là ngã ba Văn Điển nha. Vâng, ngã ba Văn Điển. Ngã ba Văn Điển. Ngã ba Văn Điển Ngọc Hồi Thanh Trì. Đấy. Ông nào cũng phải nhấn một tí. Một ông qua. Có taxi kia. Một ông qua. Chặn ngang mặt. Chiếc phá này ông lái mới rồi. Ông đi ông rát quá. Không giờ cái đèo bên kia đi còn hết cái đường kia chưa đi được. Đấy bắc công kia, đấy bắc công kia này bắt đầu này. Bắc công kia rẽ phải thì không có vấn đề gì. Nhân lên, cái thằng này nhân lên đi. Biết phát lên đi, trời ơi. Cảnh cảnh thế này. Cứ để mấy cái xe kia nó chắn ngang mặt là hết. Mình phải gì cơ, mình phải này. Ép nó, không cho nó cắt nối đuôi thế này. Mà chờ thế này, đằng sau này còn ùn ứ nữa. Rối tung lên rồi, bắt đầu rối tung lên. Sau cây số hôm nay ông đứng yên này. Đây, xe buýt này cũng bị chặt ngang, không đi được gì. Không.
đối với lợi ích là hàng cây số đằng sau này cũng cắt được mặt. Để đang mở đẻ taxi nó lên thì thôi đúng chấm hết luôn. Thế này, tao cứ nối đuôi nhau là đi thế này. Hôm nay không có cơ hội lên rồi, kiểu như áng quả này là phải ép luôn thằng Mitsu đứng lại này. Ép từng phần lại. Nhích từng mm một. Này xe tải nó lối làm sao không dám lên nữa. Quá sát lên luôn ông này. Lên luôn, sang cái xe máy kia nó chạy đây. Coi đi. Đấy, lên ép ngay. Trời ơi. Giờ như thế thì bao giờ ông lên à? Đi xe đường phố là phải liều, phải nhanh. Đấy, lối đuôi ông này, lối ông kia lên là mình cứ thế mình lên thôi, có gì đâu. Xe máy rồi mà. Ở đấy, xe máy bắt đầu vượt mặt rồi đấy. Rồi, thoát rồi. Ông đằng trước thì giáp quá đồng thời. Chán kinh. Đáng nhất là qua cái cây phải đến chục phút rồi. Đi chục phố mà. Để ra đấy đi. Vâng, lên rồi. Từ đầu ông để con taxi nó tắt phát ra là thôi. Cứ đứng nhìn. Cửa quậy ở đâu được. Với đuôi đi. Cái đoạn này cũng hay bị tắc thành nhà. Vâng, đoạn thì tắc kiểu. Xong rồi về câu tó nhà. Vâng, tiếp tục. Tiếp tục. Cả ba Sala đấy. Nay đấy là thứ bảy đấy. Mấy bệnh viện nó còn nghỉ làm việc. Thứ bảy nó bằng nhỉ. Đấy, thứ bảy bằng. Mấy bệnh viện nó còn đang kiểm làm việc nó còn nghỉ. Đi phát kiểu lái mới không đi không được giá em sợ. Đây này, cái kia bộ chiều già. Đấy, cái này là 2 cây rồi. 2 cây số này. Bây giờ mở cái đường này, tuyến đường này mở chéo nó bất luôn. Anh cái trang luôn đấy. Đấy là tắt cục cục này, cái quả. Quả vừa xong. Những cái đoạn này bắt đầu từ đoạn này mở một đường chéo này, cắt chéo lại kia đúng không? Vâng. Ta dậy thoát từ đây mà. Chỗ này chéo sang bên kia một con đường nữa. Đang thấy dài không? Đang kinh khủng. Ở đấy nó chưa có tàu đấy, chỉ là vướng nhau rồi đấy. Đúng rồi, tàu khi là. Đấy là cái quả nó mạnh không nào, lây lấn đấy. Mạnh nào lây lấn. Đi thẳng, muốn đi, một đá. Công an này chắc đang còn đi gỡ chỗ khác. Ngày hôm kia là ngày nghỉ của các anh ấy. Vậy, gần. Đứng chỗ đấy vừa khói vừa bụi, chẳng có cái dẻo gì. Nhiệm vụ phải đứng thôi chứ. Vừa khói vừa bụi. Khói bụi, ồn. Chỉ giải quyết các đường căng thẳng. Ông không dám tự coi, vì ông tự coi là nó lại tắc ngay đúng không? Trường hợp nào cũng phải là giải phóng đi thôi. Không phải hạn nhiều. Ông vẫy đi. Đấy, đi đường chỉ cần một người đi trước, người ta chậm một nhịp là thôi. Để một đoàn đằng sau đứng lại. Mới đây thì kiểm
đấy, trong này thì không khóa rồi, điểm chỉnh. Giữa trang phân biệt. Sala từ cầu Tó đến Sala cũng nhiều khi cũng tắc. Vâng, cũng nhiều đèn, toàn đèn hai đến hơn 2 phút này. Toàn chín mấy tắc, mất cả tiếng đồng hồ nhỉ. Mấy giây toàn hơn phút. Đèn nào cũng dài. Thì còn đấy lâu. Cái đường này đã bé rồi, còn nhiều xe to rồi. Vâng, đường này nó cũng cấm xe tải hoạt động. Được, được. Chỗ này vẫn là cây lúa này, rộng. Được. Cô đó à? Cái cầu này, cầu chỗ cầu vào bên nhà. Xuống điểm tới à? Đấy, bắt đầu lại dồn đống rồi đấy. Còn đây này, đường hẹp này, còn một cụm chung cư như này nữa đúng không? Đường người đông lắm. Kéo vào. Đồng kéo vào, xe gì cũng chui vào.
này không ai xuống nào hay là không ạ? Huyện xã. Huyện xã. Bên ông đi ông lùa vào cái làn này thì rất tắc. Rồi xe to đi vào cái làn trong này. Xe kia chở gì mà từ Sài Gòn ra đấy? Biển số 51 này. À, tức là nó mua trong đấy thôi. À, chắc thế. Chạy ngoài này, xe đấy nó đi được dài đâu. Xe đấy bán kính thì tầm chục cây đổ lại mà. Đẹp. Múc gần cái mỏ nào đấy, gần đây thôi. Mua móc Sài Gòn. Bài này nó bán kính, nó đi dài, nó gần. Vâng, mua xe trong đấy. Bán kính chỉ có 30 cây là nhiều. Chắc nó làm dự án gì đấy đúng không? Dài lắm, mấy chục giây, trăm giây, một trăm giây, gần chín giây. Ở chung cư kia mất điện thì nguy hiểm nhỉ? À không, nó có máy dự phòng chứ. Dùng tất cả bằng điện. À, có máy dự phòng ưu tiên cho thang máy. Đó, phải đồng. Bỏ tay đi. Đồng hết đi. Thế thì để có rồi, 6-7 người. Hôm nay cũng rảnh đấy chứ, đoạn này rảnh. Vâng, cái này là dễ chịu rồi. Dễ chịu, dễ thở đấy. Chỉ đẹp thôi, không phải là đông lắm. Tiết xá kìa. Vâng. Đại thanh. Đại thanh không ai xuống rồi. Vâng.
Cầu Mưu. Alo, anh vào quyển bè hả nhá?